Đây không có la được luôn. Nó nóng á. Nó nóng, nó dòng, tao ghét quá, tao quay video luôn. Cái gì đâu mà quay dòng ngoài không, tao không coi được. Trời ơi, của chị nó có dòng á, đâu có coi la được đâu. Rồi, nó lấy nước, nó rửa điện thoại. Tôi thua luôn rồi, lấy nước rửa điện thoại. Cả nhà thấy không? Lấy nước rửa điện thoại đi like luôn. Like không nổi. Dòng rồi. Like không nổi. Không phải phát sóng nghe điện thoại em bị mất kỳ nóng quá. Tắt lại. Nóng quá tắt lại. Nóng quá. Qua mình nó làm chi? Vô, không phải bị phá sóng nha cô chú chị. Tại vì cái nhiệt độ ở đây quá là cao, điện thoại em nó báo nhiệt độ nóng quá nên tắt lại chim nha. Trời ơi, cái gì đây các con? Trời ơi, các con ơi, đừng có leo lên xuống. Dạ cảm ơn tất cả mọi người nha. Hồi nãy 5k người theo dõi vào cuộc xuống rồi. Cảm ơn tất cả đó. Cảm ơn mọi người đã xem đường like của em nha. Bây giờ là còn có 3k5 rồi. Hả trời ơi, anh ơi. Vô lộ sạc rồi. Thấy người đó, cả nhà thấy không? Bao la người, biển cả người, với một cái rừng u minh rồi. Quá trời công an luôn, huy động hết ra đây luôn, quá trời quá đất luôn. Em mua cái cây đó có bao nhiêu tiền ạ? Cây bao nhiêu tiền ạ? Bao nhiêu? Cái giá bấy à? Cao mà bao giá ta? Em mua ở đâu mà giá đi ạ? Ở Huế đi, chứ bao đô ra hết. À, để chúc chị vô Huế chị mua cây dài. Ở trong Sài Gòn cây này mấy trăm á. Dạ.
đây là đường Kim Phụng, đang ở giáp danh với Huế, chưa tới thành phố Huế. Đừng dừng nhé cả nhà, bà con đến này. Mặc dù là đồi núi nhưng mà xe nó đi lại, xe tải đi lại liên tục. Đừng dừng núi đó mà còn như thế này này, mà đi ra thành phố thì đâu có đi được. À, đừng dừng núi đó. Trời ơi, công an quá trời luôn đó cả nhà. Họ rào lại hết rồi, họ không có cho ra ngoài đường đó. Chứ không thì họ tràn ra ngoài đường, không có đi được. Cũng có phải đến 100 người công an. Chị Ngọc ơi, hồi xem gửi số khoảng 50. 50 gửi số tỷ. Không, không quay trên. Em quay cây không ạ? Thầy mới ngủ dậy à. Trời đất ơi, dạ thầy có đi luôn không? Không đi à? Giờ đi về phải không? Chưa. Chưa đi về nhưng mà đi sau. Đi sau.